cái này là cô gái chạy nha. Đó, mọi thấy không? Cô này cô chạy nè, rất là hay luôn nha. Cô gái không? Nằm đá luôn. Chào nghe, chào gia đình nha. Chào mọi người xem chiếc ghe chở cát hay chở đá vậy nè, chạy rất khẩm nè. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người những chiếc ghe chở rất là khẩm và vẫn chạy trên sông rất là bình thường nha, không sợ gì hết. Này mọi người xem nha, ghe chở khẩm kìa, nước nè. Cái mùa này là mùa lúa thành ra ghe cụ đi di chuyển trên sông rất là đông mọi người. Đó, mọi xem khẩm không? Cái này vẫn chưa vô nước, ngập nước trên cái trên nha. Nhà chiếc ngập nước hết luôn các bạn. Này chở đá. Đá trên đập đá. Đó, mọi người xem à. Đó, chở rất là khẩm luôn. Khẩm ghê chứ. Nhìn kinh hồn chứ. Đó, xài mấy xe nè. Mình thấy nước nè, ngập luôn ghê không? Cái này mà đi ra ngoài sông lớn mà nước sóng lớn không biết sao đâu mọi người. À, nguy hiểm ghê à. Đấy, mà xem nhé, mọi người xem với mình nhé. Quá ghê. Video này mình sẽ tổng hợp những chiếc ghe xà lan chở khẩm nha mọi người. Mọi người cùng xem với mình nhé. Rất là nguy hiểm luôn. Tướng của anh tài công anh chạy đã cho mọi người nhìn nè, nhìn cái ghe là ngập hết gần 2/3 cái ghe đó. Ê, ghê chưa. Nè, tiếp tục một chiếc xà lan chở rất là khẩm luôn nè, xà lan rất là to luôn mà. Ngồi chỗ này thì gió hơi nhiều nha mọi người, có gì mọi người thông cảm nha, âm thanh nó hơi bị ồn bởi gió nè. Đây, mọi xem là chiếc xà lan chở này, xà lan chở đá. Các bạn coi xem thấy không? Rồi xà lan chở đá, rất là khẩm luôn. Rất là to này, đi qua đường ngã ba này nè. Mọi xem nha. Cái này thực sự cũng chưa khẩm lắm rồi mọi người. Có nhiều chiếc còn chở khẩm hơn nữa. Sao có hai chiếc đang bốc cò rồi kìa. À, ông kia ông quẹo, đang quẹo quá nguy hiểm mọi người. Đây, dưới này quẹo nè, quẹo về bên hướng bên trái. Anh quẹo rồi, anh lấy cua rồi. Chiếc xà lan này thì vẫn đang chạy tới. Đi tới bình thường ha. Chiếc này nè, đó mọi người thấy chiếc này không? Chiếc ghe quẹo đâu mà. Quẹo hay là ấy không phải. Anh muốn lấy line, cái line bên trong hay gì á. Chứ không phải quẹo. Để mình coi anh có quẹo ngày cái ba không? Không không rồi, lấy line bên trong rồi. À, bên ngoài chứ, sorry. Đây, toàn luôn nè. Đấy, bốc chiếc và lấy lên ngoài à. Đó, chiếc xe cho bộ đó lấy lên ngoài. Đây mình nói để anh vượt mặt cái gì. Đây là anh vượt mặt bên đó đó. Đây là chiếc xà lan. Ghe này, ghe ngoài xà lan. Mọi người thấy để ý không? Luôn luôn chở khẩm như vậy. Ghe nào cũng toàn chở khẩm chứ không. Chiếc này sao là chở cái gì đây? Cũng chở khẩm luôn rồi mọi người. Rất là khẩm luôn. Ghe này thì ghe này là cô gái chạy nha. Đó, mọi người thấy không? Cô này cô chạy nè, rất là hay luôn ha. Phụ nữ mà chạy hay ghê chưa? Bóp còi luôn, quá dữ. Đó, cô đó là cô chạy đó. Mọi thấy không? Đó, cô có chạy chiếc ghe đúng rồi. Rất là hay ha, phụ nữ miền Tây mình là chạy ghe, chạy cộ đồ rất là giỏi luôn ha. Chiếc này qua bằng này, muốn qua bằng chiếc xà lan kia. Mọi người
người nhìn xem nha. Xe lan này chạy rất là nhanh, tốc độ nó chở khổng mà chạy nhanh lắm. Đây, thêm nữa. Đây chiếc ghe này là chiếc ghe hôm nãy cô kia có chạy nè. Đó, phụ nữ miền Tây mình thì rất là giỏi nha, chạy ghe, chạy máy, chạy giỏi, rất là giỏi luôn, cực kỳ giỏi luôn. Đó, mình xem nha. Mọi người nhớ bấm like, share và đăng ký kênh Long Miền Tây của mình nhé, để ủng hộ cho Long Miền Tây nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây mọi người, đây thêm một chiếc ghe chở đá. Thường đây ghe chở đá nhiều ha. Mùa này mùa lúa thì mình cố gắng mình sẽ tìm ghe lúa mình quay cho mọi người xem nha. Ghe lúa sẽ chở khổng hơn những chiếc này rất là nhiều, mình nhìn đã lắm. Ghe lúa thường ta đi từ đó mọi người, đi từ đó kia là một chiếc xà lan Minh Nguyệt nha. Thường là ở đây xà lan ở đây thì khó tìm được xà lan thống nhất mọi người. Lâu có một chiếc. Thường ở đây xà lan thường mà, xà lan tư nhân không à. Đây là chiếc Minh Nguyệt nè, xà lan này chiếc này là chiếc xà lan chở xăng dầu. Đây. Rất là to luôn mọi người. Đây có một chiếc ghe nè. Ở trong video này mình giới thiệu mọi người những ghe chở khổng luôn nha. Chở rất là khổng luôn. Ngang ngã ba này. Đây mọi người xem nha. Đây chiếc Minh Nguyệt, đây chiếc này chuyên chở xăng dầu nha mọi người. Chuyên chở xăng dầu ở cái tuyến sông này thôi ha, chứ không có đi xa. Vòng vòng từ Gạch Giá đi lên Hà Tiên rồi không có xa nữa. Đây mọi người xem nhé. Quá.
Đó. Xuống này nó không có đập chắc như tay ha. Thì có xuống đá hay xuống bằng gỗ đồ ha. Xuống này nó là xuống Composite. Bơi xuồng ha, nhớ là hay đó. Con gái miền Tây mà không biết bơi xuồng thôi rồi. Ở bên này cũng có rất nhiều xà lan đang đậu đó mọi người. Buổi trưa là đã hoạt động ở đây là công ty lương thực xuất khẩu Sơn Thuận. Đó, cũng rất là nhiều xà lan chở lúa gạo về đây ha. Chị này có đi mua đồ về nè. Đó. Bơi xuồng rất là hay luôn. Video mình kết thúc ở đây nha mọi người. Mọi người nhớ like, share, đăng ký kênh Long Miền Tây của mình, cũng như bấm vào nút chuông để nhận những video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình rất nhiều. Mọi người xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.